Thưa quý vị, khách du lịch đến khu vực Đông Á sẽ tìm thấy rất nhiều trải nghiệm đa dạng, từ việc tham gia các show diễn thời trang đình đám cho đến chiêm ngưỡng phong cảnh núi non ngoạn mục. The Travel Canada đã đề xuất Việt Nam là một trong 10 điểm đến hàng đầu nhất định phải ghé thăm ở khu vực Đông Á bởi những kỳ quan lịch sử đầy giá trị, vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên cũng như sự bình yên hiếm có. Theo The Travel, bề dày lịch sử, nền văn hóa đặc sắc, phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ khiến Việt Nam trở thành một trong những đất nước tuyệt vời nhất ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó, những cánh đồng lúa, những khu chợ nổi độc đáo càng làm tăng thêm sức hấp dẫn cho đất nước hình chữ S xinh đẹp. Cùng với Việt Nam, danh sách 10 điểm đến hàng đầu để ghé thăm danh sách của The Travel còn có Singapore, Philippines, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ. Trước đó, tháng 1 năm 2024, Travel Lopark, một trong những trang thông tin về du lịch có quy mô lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, đã đánh giá Việt Nam là quốc gia an toàn nhất. Thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt gần 7,6 triệu lượt, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm 2023.